Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cùng có mặt tại Spotlight Stadium để cùng theo dõi trận đấu chung kết của giải bóng đá sân bãi Cup MNC Open lần thứ 3 năm 2024. Đây là giải đấu của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật cơ khí công nghiệp miền Nam đứng ra tổ chức, và đây là mùa giải lần thứ 3. Siêu cầu thủ vị trí của anh Bảy Phong. Và như vậy vòng trận đấu cũng đã chính thức được bắt đầu. Ở trận đấu này, In Hòa Bình hòa ra sân với bộ trang phục áo hồng cam, quần đen, tất trắng. Hiệp đấu đầu tiên, họ đang bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn nhỏ của tất cả quý vị và các bạn. Thịnh Ken, đó là Đức Xem, không vào. Cú dứt điểm không thành công của Bảy Phong, quá đáng tiếc. Cơ hội được trao cho số 7 của FC In Hòa Bình. Nhăn nhỏ pha đưa bóng, Bảy Phong không được, hơi chần chừ. Trúc Sơn, một pha hợp khá ý đồ, bóng được đưa về vị trí cột 2 dành cho Bảy Phong. Số 7 đã không thể có được pha xử lý thành công. Nhăn nhỏ, cú dứt điểm, những pha xử lý hết sức lắc léo của Nhăn nhỏ. Đường chuyền của Bảy Phong, tiếp tục là cơ hội dành cho Nhăn nhỏ. Phản công, Thanh Cảnh điều chỉnh ngang dành cho vị trí của Hoàng Lưu. Cơ hội đầu tiên của số 5, Hoàng Lưu điều chỉnh không vào. Tình huống đưa bóng lên khá tốt của Marcel, không vượt qua được Quý Phước. Đây sẽ là cơ hội Thanh Cảnh dứt điểm ngay. Đây là Thanh Cảnh, đó là đường chuyền đưa bóng xuống vị trí đê biển. Hoàng Lưu, Thanh Cảnh dứt điểm ngay, không vào. Còn cú đặt chân không chuẩn xác của Hoàng Huy. Một pha ra chân rất khó chịu của Thanh Cảnh. Mắt xỉu đã chơi rất tập trung. Đúng, xử lý chưa thành công của Bảy Phong. Vẫn còn cơ hội dành cho Mắt xỉu, không được. Ta phải nghĩ kỳ. Tấn Nhân vào. 1-0 dành cho Ta Phan Nghĩa Kỳ, và đó là tình huống tỏa sáng của Tấn Nhân. Một tình huống đi bóng bó vào trong và cửa lòng rất căng của Tấn Nhân đánh bại Mát Xỉu, mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho Ta Phan Nghĩa Kỳ. Hoàng Lưu, đường chuyền Quý Phước, không được. Quá đáng tiếc dành cho pha bóng vừa rồi của Quý Phước. Nếu như có được một cặp chân dài của Ngọc Trinh thì Quý Phước đã có thể đón được đường chuyền. Rất khéo léo Hoàng Lưu. Hoàng Lưu vẫn còn. Bóng vẫn tiếp tục. Thanh Cảnh không có được bàn thắng dành cho Thanh Cảnh trong cú ra chân vừa rồi. Bóng vẫn chưa đi vào lưới, bóng đã đập cột dọc và đi ra ngoài. Quá đáng tiếc dành cho đội trưởng mang áo số 19 của Ta Phan Nghĩa Kỳ. Tân Co đánh đầu, không vào. Pha đánh đầu đến từ vị trí của Tướng Mbappé. Quá đáng tiếc, pha đánh đầu lại đưa bóng đi trên công dọc. Tốc của cầu thủ ma số 89 là vị trí của Văn Trường. Văn Trường, một cú vùng chân khá nhanh của Văn Trường. Quý Phước, một tình huống xử lý hơi mạo hiểm, nhưng sau đó Quý Phước cũng đã có một tình huống sửa sai rất nhanh. Trúc Sơn rất hợp lý. Thịnh Ken không vào. Và dứt điểm tốt, nhưng đó cũng là một tình huống không quá khó dành cho thủ thành mang áo số 26 Thanh Sang bên phía Ta Phan Nghĩa Kỳ. Đường chuyền Văn Trường, Thanh Cảnh đưa bóng, vẫn còn không vào. Cú dứt điểm không thành công của các cầu thủ bên phía đội bóng FC Ta Phan Nghĩa Kỳ.
dứt điểm không được. Công ty thiết kế xây dựng Minh Phụng đều là những đơn vị tài trợ đồng hành cùng với giải đấu này. Nhân nhỏ dứt điểm đi, không vào. Một pha đặt lòng rất ý đồ của nhân nhỏ. Đứng trước bóng đang là Trúc Sơn, đó là một quả trái bóng. Tình huống đánh đầu không thành công của Nam Sơn, phản công dành cho Ta Pha Nghĩa Kỳ. Văn Trường cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xa của Văn Trường. Đường chuyền không được. Thanh Cảnh, bóng đã chạm vào người của Tuấn A3B. Tuấn A3B Đức Xem không vào. Khoảng trống đã lộ ra, không gian thời gian đều có đủ dành cho Đức Xem, nhưng số 17 lại vùng chân đưa bóng đi quá cao, quá đáng tiếc dành cho Đức Xem. Không được, đường chuyền không thành công. Đây sẽ là pha thoát xuống của Tấn Nhân. Subo đã lao ra rất kịp thời. Đó là một pha chuyền bóng không tốt. Một tình huống xử lý tốt của thủ thành Subo. Ngay sau đó pha dứt điểm bồi của Thanh Cảnh đưa bóng đi vọt xa. Tình huống cắt bóng chuẩn xác của Thịnh Kèn rất may mắn dành cho các cầu thủ bên phía FC Hòa Bình. Trúc Sơn rất hay, đưa bóng vào. Nhân nhỏ dứt điểm vẫn chưa được, trọng tài đã cắt còi rồi. Đường chuyền đánh lâu không vào. Cơ hội đã đến dành cho FC Yên Hòa Bình, nhưng pha bật cao đánh đầu của số 18 Tân Cò lại đưa bóng đi vọt xa. Hoàng Huy, cơ hội vẫn còn. Hoàng Lưu, Thanh Cảnh không vào. Bóng vẫn còn. Trúc Sơn, thoát thua rất khó tin của các cầu thủ bên phía đội bóng FC Yên Hòa Bình. Tân có không vào. Hoàng Lưu, thời cơ dành cho Thanh Cảnh. Thanh Cảnh vẫn còn. Thanh Cảnh cơ hội không được, bóng đã chạm vào người của Đức Xem. Lại là những tình huống phòng ngự tốt của các cầu thủ bên phía FC Yên Hòa Bình. Và với cách biệt một bàn, mọi thứ vẫn như vậy. Đó sẽ là một quả penalty. Trọng tài xác định đó là một quả penalty dành cho Ta Pha Nghĩa Kỳ. Đó, bóng đã chạm tay của Đức Xem. Và dứt điểm chuẩn xác của Mattani. Phản mừng rất cháy của Mattani sau khi ghi bàn. Tỷ số được nâng lên 2-0 dành cho các cầu thủ của Ta Pha Nghĩa Kỳ. Như vậy là Mattani chỉ vào sân để đá bèn, sau đó anh lại rời sân. Hai không dành cho Ta Pha Nghĩa Kỳ, và lúc này khó khăn đang chồng chất dành cho Yên Hòa Bình. Mặc dù vậy, thời gian vẫn còn đủ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo cam hồng. Đường chuyền không vào. Cơ hội là quá rõ ràng dành cho các cầu thủ FC Yên Hòa Bình, nhưng họ lại dứt điểm không thành công ở trong tình huống này. Ngay cả Đức Hoàng và Đức Xem đều bỏ lỡ thời cơ ngon ngang. Tăng cò và thu hồi bóng khá hay, kịp không. Như vậy bóng đã đi vào lưới, 3-0 dành cho Ta Pha Nghĩa Kỳ. Pha để mất bóng tai hại của các cầu thủ bên phía đội bóng Yên Hòa Bình.
Đó, power play ở mặt sân bảy thật sự chưa bao giờ là dễ dàng với tất cả các đội bóng. Và lúc này In Hòa Bình họ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Đường chuyền tốc, Mattoni rất có thể, và đó là dấu chấm hết dành cho In Hòa Bình. Một pha đặt lòng chuẩn xác của Bảo Mạch. Tỷ số chung cuộc 4-0 dành cho Tà Phan Nghĩa Kỳ. Quá đáng tiếc dành cho FC In Hòa Bình, họ đã chơi một trận đấu tất tay và nó đã không thể mang lại hiệu quả. Xin chúc mừng các cầu thủ Tà Phan Nghĩa Kỳ, họ đã về đích ở vị trí vô địch đội bóng Á quân, đó là In Hòa Bình. Vị trí thứ 3 thuộc về cầu trục MNC, và vị trí thứ 4 đó là câu lạc bộ Thiên Hưng FC.